Bây giờ cái điều trước tiên là anh muốn hỏi em. Dạ. Cho biết danh tánh và cái mối quan hệ trong gia đình. Ok, với anh Quỳnh phải không? Vâng. Ok, tôi tên là Nguyễn Phi Long. Sinh ngày á mùng 2. À, xin lỗi, tháng 2 ngày 14 năm 1963. Bỏ nước Việt Nam ra đi năm 75 cho tới bây giờ. Có nghĩa là sinh vào đúng cái ngày Valentine. Yes, sir. Tôi có một cái điều ngạc nhiên như thế này là với cái tuổi tác của em. Dạ. Nguyên do gì em lại đội cái mũ mà đại diện cho một binh chủng đã có một cái thời gian đầy những chiến công oai hùng? Ok. Thứ nhất, cái binh chủng biệt động quân á kết hợp. Bởi vì có những cái anh hùng bảo vệ cho đất nước. Thí dụ như thiếu tá Mưu Ngọc Nóng, rồi Trần Đình Tự, thiếu tá Trần Đình Tự là những cái người bị tụi nó rách bụng để mà chết. Hồ Ngọc Cảnh chẳng hạn. Rồi thiếu hay là đại tá Hồ Ngọc Cảnh. Đó là những cái anh hùng. Và không có những cái người đó để bảo vệ thế em hôm ngày hôm nay. Yes. Thế thôi. Cả thật sự ra thì không phải, chúng ta không nói là người Việt Nam chúng ta thiếu cái suy nghĩ là ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Dạ. Mà với những cái dập vùi trong cái cuộc sống thì thường dễ đưa người ta đến cái lãng quên. Dạ. Nhưng mà em, cái tuổi của em còn quá trẻ để mà em nói được những cái điều như thế, thật sự là một cái điều rất là đáng cho mọi người ngưỡng phục. Và hy vọng rằng á, em truyền bá cái suy nghĩ đó của em cho những cái lớp trẻ hơn em, trong con cháu trong gia đình, cũng như là những bạn bè thân quen, để họ hiểu được cái sự hy sinh của những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và họ hiểu được là như em suy nghĩ là có cái sự hy sinh đó thì mình có ngày hôm nay. Vâng. Và người dân miền Nam mới có được 20 năm sống trong an bình tự do. Dạ. Em còn muốn nói gì thêm nữa không? Em muốn nói. Nói đi em, cứ việc tự do. Ok. Em muốn nói á là bố mẹ em đã ở với cái chế độ cộng sản từ miền Bắc vào Nam. Di cư 1954, lúc đó em chưa sanh. Nhưng khi mà chế độ cộng sản nó tràn vào tới miền Nam, bỏ hết, bỏ tất cả để rồi. Bởi vì bố mẹ em đã hiểu được cái chế độ cộng sản như thế nào, bỏ hết để rồi. Mình mới hiểu được rằng hai chữ tự do phải trả bằng máu. Yes. Và bằng nước mắt. Tụi em rất là may mắn, tụi em không có phải trả cái giá rất là nhiều. Nhưng mà có bao nhiêu người, có bao nhiêu gia đình phải trả bằng máu và nước mắt và mất mát để có sự tự do như ngày hôm nay. Đó là những cái gì em muốn nói. Cảm ơn em và cảm ơn gia đình anh Quỳnh. Hay quá. Cảm ơn gia đình anh Quỳnh đã cho anh em chúng tôi có một cơ hội để giao tiếp với chú em. Một cái người dù là cái tuổi còn trẻ, 12 tuổi, em qua Mỹ 12 tuổi cái thôi. Cái tuổi còn rất trẻ nhưng mà cái suy nghĩ thì rất là chín chắn. Cái suy nghĩ mà rất là khiến cho nhiều người đã trở nên vô cảm từ lâu rồi. Dạ. Yeah. Sẽ động lòng. Hy vọng rằng mọi người không bao giờ quên ơn những người đã nằm xuống để chúng ta có được cái cuộc sống an bình như ngày hôm nay. Yeah. Một lần nữa cảm ơn em. Ok, cảm ơn anh.